Mới đây, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã cung cấp thông tin về vụ việc liên quan đến ông Thích Trân Quang, tên thật là Vương Tấn Việt, sinh năm 1959, theo báo cáo từ Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Vương Tấn Việt, không có bằng cấp 3, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành xác minh thông tin này và bước đầu cho thấy nghi vấn về giá trị của tấm bằng cấp 3 của ông là có căn cứ. Hiện tại, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với các cơ quan an ninh để điều tra thêm nhiều thông tin quan trọng khác liên quan đến bằng cấp của ông. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kiểm tra và xác minh hồ sơ đào tạo của ông Vương Tấn Việt tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Theo kết quả kiểm tra, hồ sơ đào tạo cơ bản không vi phạm các quy định pháp luật. Mặc dù có một số thiếu sót trong quá trình đào tạo, nhưng những thiếu sót này đã được khắc phục. Về vấn đề đào tạo tiến sĩ của ông Vương Tấn Việt, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các chuyên gia phản biện độc lập thẩm định chất lượng luận án của ông. Dựa trên kết quả thẩm định, Bộ sẽ thành lập hội đồng thẩm định luận án theo quy định. Quy trình này cần thêm thời gian để thực hiện. Ngoài việc điều tra tấm bằng cấp 3, dư luận còn quan tâm đến các vấn đề liên quan các văn bằng khác của ông Vương Tấn Việt. Ông có bằng cử nhân ngành tiếng Anh từ trường Đại học Ngoại ngữ, nay là trường Đại học Hà Nội vào năm 2001 và bằng cử nhân ngành luật từ trường Đại học Luật Hà Nội vào năm 2019. Văn bằng thứ hai hệ vừa học vừa làm. Sau đó, ông đã lấy bằng tiến sĩ tại trường Đại học Luật Hà Nội. Theo đại diện của trường Đại học Luật Hà Nội, thời gian đào tạo tiến sĩ của ông Vương Tấn Việt là 2 năm 3 tháng, đáp ứng quy chế đào tạo tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quyết định của nhà trường. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo về quá trình học tập của ông Vương Tấn Việt. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, hai trường đại học liên quan là Trường Đại học Hà Nội và Trường Đại học Luật Hà Nội cho biết vẫn chưa nhận được yêu cầu hoặc văn bản nào từ Bộ Giáo dục và Đào tạo liên quan đến trường hợp của ông Vương Tấn Việt. Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện giả soát, kiểm tra và xác minh các thông tin liên quan đến văn bằng của ông Vương Tấn Việt theo tinh thần cẩn trọng và tuân thủ đúng quy định pháp luật. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kiểm tra văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh và kho lưu trữ của Bộ, xác minh rằng ông Vương Tấn Việt không có tên trong danh sách cấp bằng tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa năm 1989. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn cần tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ liệu thông tin văn bằng của ông Vương Tấn Việt có đúng như những thông tin đã xác minh hay không. Nếu không trùng khớp, Bộ sẽ tiếp tục điều tra theo các kênh khác. Nhà máy nước sạch tại khu tái định cư Hói Trung, xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang được hoàn thành và đưa vào sử dụng vào năm 2017 với tổng vốn đầu tư khoảng 7,3 tỷ đồng. Dự án được triển khai nhằm cung cấp nguồn nước sạch cho 216 hộ dân thuộc 3 thôn Kim Quang, Tùng Quang và Kim Thọ. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn đi vào hoạt động, nhà máy nước đã gặp phải nhiều vấn đề nghiêm trọng. Theo thông tin từ chính quyền địa phương và phản ánh của người dân, ngay khi vừa đi vào hoạt động, nhà máy nước đã nhanh chóng bị hư hỏng và xuống cấp. Gần 2 năm qua, hệ thống máy móc bồn chứa nước và đường ống dẫn nước đã không còn hoạt động. Hệ thống lọc nước không đảm bảo, máy bơm và các thiết bị khác đã trở thành đống rác vụn. Hiện tại, khuôn viên nhà máy bị cây cối xâm chiếm, máy móc rỉ sét và cơ sở vật chất đã bị kẻ xấu phá hoại. Gia đình bà Nguyễn Thị Thiện, sống cách nhà máy nước khoảng 200m chia sẻ rằng từ cuối năm 2022 đến nay, họ không còn khả năng sử dụng nguồn nước từ nhà máy. Bà Thiện cho biết trước đây người dân tại khu tái định cư hói trung rất phấn khởi khi được nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng nhà máy nước sạch tuy nhiên chỉ sau mấy năm nhà máy bị hư hỏng xuống cấp ngừng vận hành và bỏ hoang tương tự gia đình chị đinh thị thích cũng đang gặp khó khăn nghiêm trọng do không có nguồn nước sạch chị thích cho biết hiện tại người dân phải sử dụng nước từ khe suối hoặc giếng khoan nhiễm phèn dù biết điều này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng không còn sự lựa chọn nào khác Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quang Thọ ông Nguyễn Hùng Cường cho hay, việc khắc phục tình trạng hư hỏng của nhà máy nước cần một khoản kinh phí khoảng 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền này vượt quá khả năng ngân sách địa phương. Ông Cường giải thích rằng theo quy định, việc thu phí sử dụng nước nhằm đảm bảo kinh phí cho việc vận hành và bảo trì thường xuyên, nhưng vì chưa đến 50% hộ dân đồng ý với việc thu phí này nên Ủy ban nhân dân xã đã phải tạm dừng kế hoạch sửa chữa. Ủy ban Nhân dân xã Quang Thọ đã đề nghị lên cấp trên xem xét hỗ trợ thêm kinh phí để khắc phục các hạng mục hư hỏng của nhà máy nước và giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Chính quyền địa phương cũng đang tích cực giả soát và lập phương án khắc phục sự cố, với hy vọng sẽ sớm có nước sạch cung cấp cho người dân để cải thiện điều kiện sinh hoạt và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ liên quan đến vụ tai nạn lao động xảy ra tại công trường thi công hầm thủy điện Nậm Cấu thuộc xã Bum Tở, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Vụ tai nạn khiến một công nhân người Trung Quốc tử vong và một công nhân người Việt Nam bị thương nặng. Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 9 tháng 8, anh Chen Z, sinh năm 1969, quốc tịch Trung Quốc, cùng anh Trương Đăng Hát, sinh năm 1990, công nhân người Việt Nam, đã vào hầm số 3 của công trình thủy điện đậm cấu để đạt thuốc nổ phá đá. Trong quá trình thực hiện công việc, mìn bất ngờ phát nổ dẫn đến cái chết của anh Chen Z và làm anh Trương Đăng Hát bị thương nặng. Anh Trương Đăng Hát hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy dự án thủy điện nậm cấu do công ty năng lượng Bảo Khang làm chủ đầu tư. Gói thầu nơi xảy ra vụ việc được thực hiện bởi công ty trách nhiệm hữu hạng Duy Thành với nhà thầu phụ là công ty Việt Trung Lê Thanh. Cơ quan điều tra xác định trong quá trình thi công, các đơn vị liên quan đã không thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn lao động và quản lý vật liệu nổ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng này. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã triệu tập các cá nhân và tổ chức liên quan để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trong ngày 12 tháng 8, cơ quan chức năng cũng thông báo về việc một vụ tai nạn khác xảy ra vào ngày 11 tháng 7 tại công trình thủy điện Nậm Củi 1 thuộc xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu. Vụ tai nạn này đã khiến 3 công nhân tử vong do ngạt khí khi vận chuyển vật liệu vào trong hầm thủy điện. Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy cả ba nạn nhân tử vong do suy hô hấp cấp và trụy tuần hoàn. Cơ quan pháp y xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc không tuân thủ các quy định về an toàn lao động. Để giải quyết vụ việc, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về an toàn lao động và bắt tạm giam Lê Văn Duẩn, chỉ huy trưởng công trình cùng đoàn trọng đạt, chủ tịch hội đồng quản trị và giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng TND86. Mới đây, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã khởi tố vụ án và bắt giữ 3 đối tượng Nguyễn Thị Tuyết, sinh năm 1994, Nguyễn Thị Diệu, sinh năm 1989 và Nguyễn Đức Hải, sinh năm 1999, cùng chú tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, về hành vi làm giả con dấu và tài liệu của cơ quan tổ chức qua công tác nắm tình hình. Công an quận Cầu Giấy phát hiện nhóm đối tượng này chuyên mua bán giấy tờ giả như hợp đồng lao động, giấy xác nhận lương và xác nhận thu nhập. Từ tháng 3 năm 2024, Tuyết đã mua sắm thiết bị như máy tính, máy in, máy cắt laser và phôi dấu để làm giả các tài liệu. Tuyết cũng lập nhiều nhóm trên mạng xã hội Facebook để quảng cáo dịch vụ làm giả tài liệu. Tuyết nhận thông tin từ khách hàng, soạn hợp đồng, xác nhận lương, tự ký tên và đóng dấu giả các công ty để bán cho khách hàng. Hải chịu trách nhiệm làm giả các con dấu và giao tài liệu giả cho khách, thu tiền và chuyển cho Tuyết. Dịu phụ trách làm giả các tài liệu Ngày 13 tháng 6 năm 2024, tại số 116 Trung Kính, quận Cầu Giấy, Công an phát hiện Hải đang cầm 4 bộ tài liệu giả. Hải khai nhận các tài liệu này do dịu làm giả và đưa cho Hải để giao cho khách hàng. Mỗi bộ tài liệu được bán với giá từ 500.000 đến 800.000 đồng. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hải và Tuyết tại ngõ 8 Cầu Bưu, xã Tả Thanh Oai, Cơ quan Công an thu giữ 103 con dấu giả và nhiều thiết bị làm giả tài liệu. Công an quận Cầu Giấy đã khởi tố vụ án và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Mới đây, tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng và cung cấp thông tin chi tiết về vụ ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh. Theo bác sĩ Võ Minh Phục, tri cục trưởng tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đồng Tháp, đến 13 giờ ngày 12 tháng 8, đã có 148 trường hợp nhập viện do nghi ngờ ngộ độc thực phẩm, trong số đó, nhiều người đã ăn bánh mì từ cơ sở bánh mì HN12 chi nhánh thành phố Hồng Ngự. Vụ việc bắt đầu vào chiều ngày 6 tháng 8 khi công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Dương có trụ sở tại thành phố Hồng Ngự nhận 33 ổ bánh mì thịt từ cơ sở HN12 để phục vụ cho nhân viên ăn ca tối. Trong tổng số 30 công nhân ăn bánh mì vào tối hôm đó, 20 người đã phải nhập viện vào ngày 7 tháng 8 tại bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự với các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, nôn ói và tiêu chảy. Ngày 8 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự đã thành lập đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm đột xuất tại công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Dương và cơ sở bánh mì HN12 để điều tra nguyên nhân vụ việc. Trong khoảng thời gian từ 8 đến 12 tháng 8, số người nhập viện tiếp tục gia tăng, với nhiều người từ cả thành phố Hồng Ngự và các khu vực lân cận. Đến thời điểm hiện tại, tổng số bệnh nhân nghi ngộ độc đã lên đến 148 người, được điều trị tại 6 cơ sở y tế khác nhau ngành chức năng đã đình chỉ hoạt động của cơ sở bánh mì HN12 và tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm cũng như mẫu thực phẩm để gửi đến các đơn vị kiểm nghiệm nhằm xác định nguyên nhân ngộ độc. Bác sĩ Võ Minh Phục cho biết, ngành y tế đang tích cực điều trị cho các bệnh nhân, đảm bảo không ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Nếu cần thiết, ngành sẽ xin hỗ trợ từ bệnh viện tuyến trên để hội trần chuyên môn. Đồng thời, cuộc điều tra để xác định rõ nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm đang được tiếp tục thực hiện theo quy định của Bộ Y tế bác sĩ phục cũng nhấn mạnh rằng các biện pháp phòng ngừa và xử lý sẽ được thực hiện nghiêm ngặt để đảm bảo không xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm tương tự trong tương lai